Tổng Thư Yêu đón chào quý khán thính giả vào phố Bồn Xà TV. Và hôm nay Tổng Thư Yêu muốn cống hiến cho quý vị một câu chuyện có thể là cười toe toét rồi nha. Ở Garden Grove này có một bà già Việt Nam 84 tuổi rồi. Và bà ấy thường đêm bà ấy thao thức lắm. Bà ấy thích nghe về radio này nọ, về quê hương tổ quốc Việt Nam, về cộng đồng Việt Nam và nhất là đài của Thánh Gióng Trần Quang Đại. Bà ấy rất là say mê cái đài này. Vì thế có một bà tiên ở trên trời đó, bà ấy thương yêu cái bà già này, bà già Việt Nam mà thương yêu, bà ấy hiện ra và bà ấy chiều chuộng cái bà già này, và bà đã cống hiến cho cái bà già này ba điều ước. Bà ấy nói là bà già ơi, tôi tặng cho bà ba điều ước bởi vì bà dễ thương lắm. Bà không những là quá khứ bà cũng đẹp đẽ lắm. Bây giờ bà ước đi, tôi sẽ bi gì lắm, tôi mắc qua Hawaii, tôi giúp đỡ một vài người tại mùa hè đó, tôi qua Hawaii. Thì cái bà ước đi, tôi bi gì. Cái bà già Việt Nam ấy ước là: tiên ơi, tôi giờ 84 tuổi rồi, bây giờ tôi muốn trở thành cái là 20 tuổi mà trẻ đẹp hấp dẫn như ngày thuở xa xưa. Thế thì bà tiên vứt một cái chổi, phúc. Thế là bà già trở thành cô gái 20 tuổi, quá trời là xinh đẹp. Cái bà tiên mới hối chứ: ước điều thứ nhì đi cô. Cái bà tiên bây giờ trở thành cô nha, mới ước cái, bây giờ đẹp như thế này phải ở trong một cái biệt thự là đầy đủ mọi thứ, có tất cả những đồ ăn Việt Nam đồ này kia, rau thơm rồi, và có 5 triệu đô la tiền mặt ở trong cái căn nhà này mới được. Cái phục, cái nào là tiền bay tung tóe quá trời là tiền, rồi nào là đồ ăn Việt Nam, nào là một căn biệt thự quá trời là đầy đủ. Cái bà tiên lại hối: điều thứ ba ước đi, rồi tôi phải đi, tôi bí gì á nha, I'm so busy man. Cái bà tiên mới hối. Thì bà già này mới nhớ đến: trời ơi, mình nghe Thánh Gióng hàng đêm, Thánh Gióng Trần Quang Đại hàng đêm, cũng say mê cái ông này lắm, mà bây giờ ông cũng trên dưới 60 tuổi rồi, cho nên bây giờ cái mong ước là: thôi bà tiên ơi, biến cái ông Thánh Gióng Trần Quang Đại này thành một chàng trai sexy 25 tuổi đi, để tôi vui chơi và cũng như là chiều chuộng ông. Thế thì phục, cái ông Thánh Gióng Trần Quang Đại trở thành chàng trai 25 tuổi, quá trời là sexy, quá trời là khêu gợi. Cái bà tiên bà: bye, I gotta go. Cái, rồi xong. Thế thì cái bà tiên đi rồi, cái cô gái này mới nói với ông Thánh Gióng Trần Quang Đại mà chàng trai 25 tuổi đó, nói: ông Thánh à, ông thấy không, tôi thương yêu ông đó, tôi nghe ông mà tôi nhớ ông, tôi mê luyến ông trở thành chàng trai 25 tuổi rồi, ông nói gì với tôi đi. Nói: trời ơi cô ơi, cô không có hiểu cái hoàn cảnh của tôi, biết không, tôi đi vào đài hàng đêm á, cho nên á bà vợ tôi thiến tôi rồi.